Rồi hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bản anh em. Rồi tiếp tục phục vụ cho anh em về máy bơm nước anh em ha. Rồi em có cặp được một cặp Kuta GS90 nè. Thì cặp này phải nói là đẹp len keng anh em. Đẹp len keng nha. Máy nè. Đó, thì máy này là em bao hơi lửa cho anh em ha. Đó, giật bao hơi lửa cho anh em. Em sẽ gửi ha. Thì giá là chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua này thì chịu phí vận chuyển giùm em. Thì đơn thì cọc em tầm mỗi đơn chỉ là 300.000. Em gửi hàng cho anh em ha. Đó. Đây, con này thì họng 25mm anh em, hút xả 25mm, sắp tay gọn, nhỏ lẻ, gọn. Máy này đẹp keng xe ven ha. Rồi, giá con này là 1.200.000 một con nha anh em, chưa bao gồm phí vận chuyển nè. Đây con nữa nè, nó đẹp len keng ha. Đó, GS90. Bao hơi lửa cho anh em, hàng con. Rồi có một con mấy con này GS120 nè. Ổng hút xả là 40. 40 anh em. Đó nó bị cắn. Đó vệ sinh. Đó bên xăng thôi. Xăng hay dơ nè, về mình vệ sinh lại. Rồi, về con này bán cho anh em là 1.200.000 à, về mình nay mình dọn nha. Kuta New con này bán anh em 1.000.000 ha, 1.000.000 nha anh em, chưa gặp cái vận chuyển nha, 1.000.000 nha anh em, không hút xả 40. Ôi con Ruben ơi 18 con này phải đẹp len keng luôn nè, anh em thấy nha, không hút xả mấy ta, 90 cái gì 80, không hút xả 80. Đó, con này 18, không hút xả 80. Con này má anh em 1.500.000. 1.500.000 chưa bao gặp cái dạng chuyển anh em. 1.500.000 ha. Đây em cũng về khá là nhiều người máy nè. Đó, khá nhiều máy nha anh em. Đó, khá nhiều máy Rubin Y18. Anh em thích con nào thì báo em. À, mình muốn xài con Kubota hoặc là Rubin gì đó thì em sẽ báo từng con cho anh em ha. Đây, con GM185 này, bơm họng họng mấy họng 90 luôn đó, 80mm anh em, 80 bơm Cushin luôn đó. quá bự đó. Con này chịu dữ nha, chịu dữ luôn. Ôi, con này có con này cái bơm khung khung sườn tất cả đều là bao hơi lửa cho anh em ha. Con này bơm kéo dây cua gòn anh em, sao mà hút đây ra đây rồi ra đây nữa, bơm này khổ ạ. Cái máy là Shibaru rồi, bộ này bán anh em. Tại nhiều ta, cái khung, cái bơm, cái máy. Thôi, bán em 2.200.000. 2.200.000 ha. Đó. Rồi hút, họng hút xả Rubin, rồi G110 Mitsubishi G510 luôn nha anh em, họng 90 luôn nè. Kawasaki Kubota Yamaha. Đó. Đây tiếng này về bơm bự nhiều nha anh em. Kubota nữa, Kubota New. Đó, giá là giá lái luôn. Về được 20 mấy 30 con nha anh em. Anh em mua thì liên hệ em, mua số điện thoại hoặc là Zalo 081 507 2225 ha. Để xin kết thúc clip nha.